Rồi anh chị ơi, em chào cả nhà mình nha. Đây là một loại hoa hoa đeo nắng nha chị, bà nó nè, nó tên nó là hoa bà nó nè, rất là đẹp. À, mẫu này là cây tơ nha anh chị nha. Cây tơ này mình có thể ship đi rất là tiện nha anh chị, nó khoảng tầm 60 cm. Một bụi tơ như vậy thì nó không tới 60 đâu. Đó, bà nó nè nha anh chị. Đây là dòng đeo nắng, anh chị nào mà yêu thích cái dòng này thì cứ liên hệ tới em thì nổi nha anh chị. Đây là một dòng hoa đeo nắng rất là thơm. À, mùi thơm rất là dễ chịu nha anh chị. Bà nó nè, rất là nhiều, rất là nhiều giò hoa, tuy nhỏ nhỏ nhưng mà giò hoa anh chị mình thấy nè, rất là sai nha anh chị, rất là sai hoa. Anh chị mình mua về là nó một cây nó lên giò hai giò hết rồi anh chị, về mình cứ chơi thôi, rất là đẹp. Thì đêm nào cũng bắn like hết tên anh chị, với anh chị mình cứ vào like cho em tham khảo nha. Đầu là tới hai vòi nè, quá đã anh chị. Bà nó nè, quá dễ. Đó, đây là một cái sạp bà lá nè anh chị, hoa để đồ nắng rất là thơm. Này là dòng đeo nắng thân nù luôn anh chị ơi, mình chơi là thân nù rất là đẹp luôn. Rồi em cảm ơn anh chị mình đã xem video nha anh chị. Anh chị nhớ muốn có đăng ký mua hàng thì cứ liên hệ comment bên dưới em nha anh chị. Em cảm ơn cả nhà mình ạ.